Khán giả, xin chào anh, xin chào tất cả quý vị khán giả đã cùng đến với chương trình Siêu Thị May Mắn, chương trình do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện với sự tài trợ của công ty Nệm Vạn Thành. Một tuần làm việc đã lại trôi qua và chúng ta lại có những giây phút để cùng ngồi bên nhau, cùng đến với những trò chơi thật vui nhộn của chương trình Siêu Thị May Mắn. Siêu Thị May Mắn đã mang lại cho chúng ta thật nhiều niềm vui đúng không nào? Và đêm nay cũng vậy, Siêu Thị May Mắn lại tiếp tục mang đến cho quý vị thật nhiều bất ngờ, thật nhiều niềm vui. Lúc này đây, ở phía sau lưng tôi là rất nhiều những khán giả đang cùng chuẩn bị đến với chương trình Siêu Thị May Mắn. Và ai sẽ là người may mắn để cùng bước vào chương trình đây? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lên màn hình và cùng tìm ra ba người đầu tiên cùng đến với trò chơi có tên gọi Ai Mua Tài Thế. Xin mời! Người đầu tiên có logo của công ty Kềm Nghĩa. Xin chúc mừng. Và ai sẽ là người thứ hai? Người thứ hai có logo của công ty Nệm Vạn Thành. Và còn một thí sinh thứ ba ở vòng thi này, họ đang có logo của sản phẩm nào? Chúng ta cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có logo của siêu thị nội thất Phố Sinh. Xin mời cả ba người chơi cùng bước xuống sân khấu. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với ba thí sinh của vòng thi đầu tiên này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình Siêu Thị May Mắn. Em tên là Nguyễn Hồng Ngọc, 26 tuổi, là nhân viên kinh doanh. Em rất vui được tham gia chương trình Siêu Thị May Mắn ạ. Xin chào mừng bạn Ngọc đã đến với Siêu Thị May Mắn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tự giới thiệu của thí sinh thứ hai. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Giang, hiện em là sinh viên, rất vui may mắn và được đến chương trình này, rất mong sự ủng hộ của các bạn ạ. Hiện nay bạn Giang đang là sinh viên của trường nào vậy? Dạ, em đang là sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng ạ. À, bạn là sinh viên khoa gì hả bạn? Dạ, khoa kế toán tài chính ạ. Khoa kế toán tài chính. Bạn Giang, một sinh viên của khoa kế toán tài chính cũng đã có mặt với chương trình Siêu Thị May Mắn. Và bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với thí sinh thứ ba. À, có phải làm quen không nhỉ? Hình như tôi nghĩ là quý vị đã quen rồi, nhưng hãy nghe cô ấy giới thiệu thêm một chút xíu nữa thôi. Xin mời. Xin chào anh Quốc Bình, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Siêu Thị May Mắn. Mình tên là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, 18 tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Y Dược Thành phố. Một gương mặt đã rất quen thuộc với những quý vị khán giả yêu ca nhạc, ca sĩ Tóc Tiên. Xin chúc mừng bạn đã cùng có mặt với chương trình Siêu Thị May Mắn. Tiên này không biết là bây giờ trở thành một sinh viên của trường Đại học Y và vẫn là một ca sĩ nữa, thì công việc làm sao để bạn có thể phân bố vừa đi học vừa đi hát, có khó hơn khi mình còn là học sinh không? Em nghĩ rằng là cũng không khó khăn lắm, bởi vì cái việc mà em vừa học vừa hát thì nó đã xảy ra những năm trước đây rồi. Cấp 3 em còn bận rộn nhiều hơn với những cái lịch học thêm nữa, còn bây giờ thì có thể chủ động hơn trong cái việc sắp xếp thời gian.
Vâng, xin chúc mừng Tóc Tiên. Bạn đã cùng có mặt với siêu thị may mắn cùng với các thí sinh của chương trình. Ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng nhau ủng hộ cho cả ba thí sinh bước vào vòng thi đầu tiên có tên gọi Ai Mua Tài Thế. Ở vòng thi này, các thí sinh của chúng ta sẽ phải trải qua một thách thức. Đó là các bạn hãy bước vào siêu thị của chúng tôi và hãy mua sắm hàng hóa trên cả ba kệ, sao cho các bạn mua trong phạm vi là 1 triệu đồng, chấp nhận sai số cộng trừ 5%. Nếu như các bạn mua đúng trong phạm vi cho phép thì các bạn sẽ được nhận nguyên xe hàng. Nếu như các bạn mua vượt khỏi phạm vi cho phép thì dĩ nhiên là các bạn sẽ không được nhận được xe hàng đâu. Và bạn nào mua có sai số thấp nhất, bạn đó sẽ là người chiến thắng để bước vào vòng sau của chương trình. Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng trị giá là 800 điểm và hai người còn lại mỗi người sẽ nhận được giải thưởng trị giá là 500 điểm. Bây giờ thì chúng ta hãy thử xem siêu thị may mắn hàng hóa phong phú như thế nào nào. Nệm cao su thông hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ hiện đại của Đức, độ nén nệm đàn hồi cao, thông thoáng mát mẻ khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 7 năm. Nồi lẩu inox kim hằng được làm bằng inox chống ố, chống rỉ sét, nắp kiến chịu nhiệt không vỡ, tay nắm bằng nhựa Bakelite chịu nhiệt, không làm nóng tay, góp phần tăng sự thịnh soạn cho buổi tiệc và các bữa ăn gia đình. Rất thích hợp cho nhà hàng, quán ăn. Sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là hạt Việt Nam chất lượng cao suốt 11 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Kềm Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Bánh sô-cô-la kem marshmallow Funapai, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất calcium, DHA. Sản phẩm cao cấp của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Khăn Minh tỷ viêm nang, thuốc trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang, được sản xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, hiệu quả điều trị cao, không gây buồn ngủ. Sản phẩm từng đạt huy chương vàng và danh hiệu dược phẩm an toàn vì chất lượng cuộc sống do công ty dược phẩm Khang Minh sản xuất và phân phối. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Gel rửa tay Sinro, kiểu dáng đẹp sang trọng, hương thơm độc đáo, có tác dụng diệt khuẩn, khử mùi, giữ ẩm và dưỡng da. Ta sẽ có một người hỗ trợ. Các thí sinh sẽ lắng nghe người hỗ trợ mô tả về một đồ vật mà siêu thị may mắn đưa ra và các thí sinh sẽ phải đoán xem đó là sản phẩm gì. Người hỗ trợ được quyền gợi ý nhưng không được nhắc tới tên cũng như những từ có trong tên của sản phẩm, không được dùng tiếng nước ngoài, không được dùng từ lóng. Và người hỗ trợ thì có thể được mô tả hình dạng về bao bì, kích thước hay là có thể nói về lý tính, hóa tính, công dụng của sản phẩm, nhưng tuyệt đối nhớ là không được nhắc tới một chút xíu nào tên của sản phẩm hoặc từ nào có tên của sản phẩm. Cả ba người chơi rõ rồi đúng không? Bây giờ thì xin mời ba người chơi cùng bước về sân khấu. Và bây giờ cho tôi hỏi bạn Tóc Tiên, người hỗ trợ của bạn trong trò chơi này là ai vậy? Người hỗ trợ của em đó là mẹ của em ạ. Mẹ của bạn Tiên đã đến để hỗ trợ cho bạn Tiên ở trong phần thi này. Còn chị Phượng, người sẽ hỗ trợ cho chị là ai? Là em họ của em là Bảo Thư ạ. Bạn Bảo Thư, xin mời bạn Bảo Thư. Và người hỗ trợ cho anh Phong là ai? Em tên Cường ạ. Em của anh Phong tên là Cường. Cường. Vâng, xin mời anh Cường cũng bước xuống phía dưới này ạ. Bây giờ thì ba thí sinh của chúng ta sẽ mang ba cặp kính đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn. Xin mời. Rồi, trông họ rất đặc biệt với cặp kính của chúng tôi đúng không nào? Và bây giờ là phần dự thi của thí sinh đầu tiên. Mẹ của Tóc Tiên sẽ hỗ trợ, sẽ gợi ý. Xin mời chị bắt đầu. Một sản phẩm dùng để làm cho cái nó thơm phòng. Xin mời Tiên, nếu mà đã thể có thể trả lời. Sáp thơm không ạ? Một vật dụng làm để cho cái phòng nó thơm mà nó vệ sinh đó. Nước lau sàn nhà vệ sinh hả? Nước lau sàn nước nhà. Lau sàn nhà phải không ạ? Có đúng không ạ chị? Đúng ạ. Chúng ta cùng nghe đáp án. Sản phẩm tẩy rửa cao cấp GIF gồm các sản phẩm nước tẩy rửa bồn cầu, nước tẩy rửa nhà tắm, nước lau sàn, nước lau kính. Với tính năng làm sạch và diệt trùng cực kỳ hiệu quả, GIF giúp ngôi nhà của bạn luôn sạch bóng, thơm mát, diệt trùng. Sản phẩm do công ty Á Mỹ Gia sản xuất và phân phối. Bây giờ thì sẽ là người hỗ trợ cho chị Phượng. Chị Phượng hãy chuẩn bị lắng nghe. Bạn hãy lựa chọn thử xem trong những sản phẩm này bạn chọn sản phẩm nào.
Rồi, xin mời bạn hãy gợi ý. Một món đồ để dùng để chiên. Chảo kim hằng ạ. Chảo kim hằng có đúng hay không nhỉ? Chúng ta cùng xem nào. Chảo không dính quantum kim hằng được sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất, phủ chống dính bằng quantum 3 lớp công nghệ của Hoa Kỳ, có khả năng chịu nhiệt cao, giúp hạn chế dầu mỡ, phù hợp với người ăn kiêng. Kim hằng, bạn của người nội trợ. Xin chúc mừng chị Phượng cũng đã có câu trả lời chính xác. Bây giờ sẽ là phần thi của anh Phong. Anh hãy chuẩn bị lắng nghe xem anh Cường gợi ý điều gì nhé. Anh Cường hãy lựa chọn xem anh chọn sản phẩm nào nào. Rồi, xin mời anh. Anh có thể xem qua, sau đó anh sẽ gợi ý. Một cái dùng để làm cho quần áo mình thẳng. Điện tử làm cho quần áo mình thẳng. Có phải bàn ủi không ạ? Chính xác ạ. Bàn ủi Alaska, kiểu dáng hiện đại, lốc máy chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, hàng nhập khẩu nguyên kiện do siêu thị điện máy Hòa Bình phân phối. Như vậy là đã có thêm một câu trả lời chính xác, xin chúc mừng. Như vậy là cả ba thí sinh của chúng ta đang có số điểm như nhau. Vì vậy chúng ta lại tiếp tục dự đoán những sản phẩm tiếp theo. Bây giờ thì xin mời Tóc Tiên chuẩn bị nhé. Đây là phần thi rất quan trọng đấy. Ai sẽ trả lời được tiếp đây? Xin mời chị hãy lựa chọn những sản phẩm tiếp theo để gợi ý. Một loại dùng cho mấy người nhậu á. Khô bò. Khô bò Tuyền Ký đúng không ạ? Xin mời đáp án. Thực phẩm khô ăn liền Tuyền Ký với 3 loại: thịt bò khô, thịt heo khô và khô mực. Sản xuất theo dây chuyền hiện đại, an toàn thực phẩm, đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000. Nhiều năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt danh hiệu hàng đầu Việt Nam. Như vậy là thêm một câu trả lời chính xác. Và bây giờ thách thức dành cho chị Phượng. Chị hãy chuẩn bị nghe lời gợi ý dành cho chị. Một thức uống dạng lỏng dành cho em bé. Amiflu Siro. Không, một thức uống. Sữa. Sữa tươi ạ. Sữa tiệt trùng Z-Dozy, hương vị đường, dâu, sô-cô-la, được bổ sung thêm vitamin A, vitamin D và taurin, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể lực và chiều cao. Sản phẩm của công ty sữa quốc tế. Xin được chúc mừng, bạn đã có câu trả lời chính xác. Và bây giờ thì anh Cường hãy lựa chọn sản phẩm cuối cùng để giới thiệu cho anh Phong có thể đoán xem nào. Một loại thực phẩm để bỏ vào, bỏ nấu, ăn chua cay, bỏ thêm rau. Một loại thực phẩm bỏ vào nấu, ăn chua cay. Lẩu Fisco phải không ạ? Chúng ta hãy thử xem đáp án xem nào. Lẩu Fisco, lẩu thứ thiệt, vị gói nước dùng được tinh chế từ hải sản và các loại gia vị tạo nên hương vị độc đáo. Chỉ cần 9 phút chế biến là có một nồi lẩu thơm ngon thứ thiệt. Lẩu Fisco có lẩu thái, lẩu mắm, lẩu gà tiềm ngũ quả, lẩu cà ri gà. Như vậy là có một câu trả lời chính xác, xin chúc mừng anh Phong. Ba thí sinh của chúng ta đang có số điểm ngang nhau. Vậy thì ai sẽ là người may mắn? Chúng ta sẽ phải xác định bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Và ba người hỗ trợ sẽ là ba người rút thăm, xem ai rút được con số lớn hơn thì người đó sẽ là người chiến thắng. Thí sinh sẽ được bước vào vòng sau của chương trình. Bây giờ thì xin mời các thí sinh hãy lựa chọn. Xin mời các người hỗ trợ hãy lựa chọn những sản phẩm, một trong sáu sản phẩm này. Rồi, chị đã lựa bàn ủi, bạn đã lựa một chiếc chảo và anh Cường, anh lựa chọn sản phẩm nào? Anh lựa chọn hộp. Anh lựa chọn cái nào ạ? Xin mời anh. Anh lựa chọn cái nào? Rất băn khoăn đúng không? Lựa một cái thôi. Cuối cùng anh đã quyết định lấy chai nước lau nhà Gift. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử khám phá xem nhá. Xem như con số ở chiếc bàn ủi này sẽ là con số bao nhiêu đây? Ở trước bàn ủi của chúng ta có con số 3. Con số 3 ở trước bàn ủi. Và bây giờ đến lượt anh xem, khám phá thử coi xem là chai nước lau sàn nhà Gift là số mấy. Chai nước lau nhà Gift có số 1. Ồ, nhỏ hơn số 3. Nhưng mà còn một người nữa xem nào. Bạn gái có chiếc chảo của Kim Hằng, theo bạn là con số mấy? Em
cần là con số 5 là được rồi. Bạn chỉ cần là con số 5 à? Xem nào, số mà bạn lựa chọn được là con số 7. Xin chúc mừng. Như vậy là chị Phượng đã rất may mắn khi người hỗ trợ của chị đã lựa chọn được con số cao nhất và mang lại phần thắng cho chị. Và chị sẽ là người bước vào vòng sau của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ trao giải thưởng cho hai thí sinh còn lại. À, cảm ơn các bạn. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã nhận được những số điểm như sau. Anh Thông có 500 điểm. Bạn Tóc Tiên, qua hai vòng chơi bạn đã nhận được số điểm thưởng là 1.300 điểm. Và bạn Phượng đã là người may mắn chiến thắng ở vòng thi này. Xin chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, đến giờ này thì chắc hẳn quý vị đã có những đáp án và đã gọi về cho chương trình đúng không nào? Nhưng quý vị có chắc rằng mình đã đưa ra đáp án chính xác hay không? Quý vị có chắc chắn rằng con số dự đoán của mình là đúng hay không? Không ai dám chắc đúng không? Vậy thì có một bí quyết mà tôi luôn luôn nói với quý vị rằng hãy đưa ra nhiều con số dự đoán, cơ hội của chúng thưởng chúng ta càng cao. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Câu hỏi số 1 đó là ở miền Bắc có rất nhiều những loại bưởi nổi tiếng. Theo bạn, một loại bưởi nổi tiếng sau đây rất thơm ngọt và thường được người ta trưng trên bàn thờ trong những ngày lễ Tết, đó là loại bưởi của địa phương nào? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 đó là Đoan Hùng, đáp án số 2 là Việt Trì và đáp án số 3 là Thái Nguyên. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi nhé. Và câu thứ 2 đó là có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài hoặc nhắn tin vào số 8313 nhé. Tôi đang chờ đợi các cuộc gọi của quý vị đấy. Nào, nhanh lên. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau đến với vòng 3 của cuộc thi. Và chị Phượng là người chiến thắng ở vòng 2 nên tiếp tục có mặt ở vòng 3. Chúng ta sẽ tìm ra thêm hai thí sinh nữa. Chúng ta cùng theo dõi lên màn hình nào. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm Air Stocking. Và thí sinh thứ hai là ai đây? Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Xin chúc mừng thí sinh có logo của công ty Nhôm Inox Kim Hằng. Xin mời hai bạn cùng bước về vị trí của người chơi. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau làm quen với hai thí sinh mới của cuộc thi. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Siêu Thị May Mắn. Tôi tên là Đỗ Huỳnh Bảo Nga, hiện là sinh viên năm 3 khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi rất là vui và may mắn khi được tham dự chương trình này. Kính mong sự ủng hộ của quý vị khán giả. Và bây giờ sẽ là phần giới thiệu của thí sinh tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại phim trường. Mình tên là Bùi Thị Trúc Mai, hiện là nhân viên văn phòng. Mình cảm thấy thực sự là may mắn khi được đến với chương trình này và hy vọng rằng may mắn đó sẽ theo chân mình trong suốt buổi giao hàng hôm nay. Vâng, may mắn không chỉ theo chân riêng một mình bạn mà theo chân tất cả những người đã cùng có mặt với Siêu Thị May Mắn. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng 3 của cuộc thi. Ở vòng thi này thì các bạn sẽ cùng nhìn lên trên sân khấu. Ở trên đó có những người mẫu của chúng tôi. Mỗi người mẫu sẽ có một xe hàng và trên mỗi xe hàng đó sẽ có một logo sản phẩm. Các bạn hãy theo dõi thật kỹ, nhớ xem là logo nào ở xe hàng nào. Sau đó các người mẫu của chúng tôi sẽ trình diễn và sẽ đảo lộn vị trí. Lúc đó thì các bạn sẽ phải tìm ra xem sản phẩm nào mình nhớ đúng ở xe hàng nào. Chúng tôi sẽ phát cho các bạn những logo tương ứng để lát nữa các bạn sẽ đặt vào những xe hàng mà mình lựa chọn. Nếu người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng là 1.000 điểm và hai người còn lại sẽ nhận được giải thưởng mỗi người là 500 điểm. Người nào nhớ được nhiều hơn, người đó sẽ là người chiến thắng. Các bạn chuẩn bị nhé. Và bây giờ thì xin mời các người mẫu của chúng ta bắt đầu. Ở trên đó chúng ta có thể nhìn thấy sản phẩm của Fanner, bánh kẹo Phạm Nguyên, Amefru Siro, sản phẩm của Nam Giang, sản phẩm của Nhôm Inox Kim Hằng, sản phẩm Kim Nghĩa và sản phẩm GIF của công ty Á Mỹ Gia.
Các bạn hãy nhớ thật kỹ nhé, những sản phẩm này sẽ được thay đổi vị trí. Các bạn thân mến, như vậy là các bạn đã nhìn thấy những sản phẩm của chúng tôi đúng không nào? Lúc này trong tay tôi có 6 tấm logo. Trước tiên thì các bạn hãy lựa chọn một tấm, sau đó tôi sẽ phát tấm còn lại cho các bạn. Và các bạn sẽ bước lên sân khấu. Ở lượt lựa chọn đầu tiên, các bạn hãy cắm những tấm bảng này vào xe hàng mà các bạn cho rằng ở trong đó có logo mà các bạn đã đưa vào. Các bạn hiểu luật chơi chưa? Sau đó chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Hết lượt 1, chúng ta sẽ tiến hành lượt 2. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy lựa chọn một logo đầu tiên. Bạn lấy một cái. Rồi các bạn có thể lựa chọn mỗi người một cái đầu tiên. Rồi bây giờ còn 3 cái, tôi sẽ phát cho mỗi bạn một cái. Xin mời bạn và xin mời bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước lên sân khấu. Và các bạn hãy đặt logo đầu tiên vào chiếc xe hàng nào. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. 2, 3. Chắc hẳn các bạn sẽ nhớ đúng không nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chiếc xe này các bạn sẽ đặt vào chiếc xe nào đầu tiên? Lượt lựa chọn đầu tiên. Một lần thôi bạn. Đặt một cái được rồi chị. Đặt một cái nữa chị. Giữ một cái ở tay. Đầu tiên bạn Mai đã lựa chọn ở chiếc xe này là logo có sản phẩm GIF, sản phẩm của công ty Á Mỹ Gia. Hãy cho chúng tôi biết thử xem trong chiếc xe hàng này có phải là sản phẩm nước lau sàn nhà GIF. Xin chúc mừng bạn, chính xác. Sản phẩm tẩy rửa cao cấp GIF gồm các sản phẩm nước tẩy rửa bồn cầu, nước tẩy rửa nhà tắm, nước lau sàn, nước lau kính. Với tính năng làm sạch và diệt trùng cực kỳ hiệu quả, GIF giúp ngôi nhà của bạn luôn sạch bóng, thơm mát, diệt trùng. Sản phẩm do công ty Á Mỹ Gia sản xuất và phân phối. Và bây giờ thử xem là ở sản phẩm nhôm inox Kim Hằng bạn đã lựa chọn chiếc xe thứ hai xem có đúng không nào. Xin mời. Chúc mừng bạn. Nồi lẩu inox Kim Hằng được làm bằng inox chống ố, chống rỉ sét, nắp kiến chịu nhiệt không vỡ, tay nắm bằng nhựa Bakelite chịu nhiệt, không làm nóng tay, góp phần tăng sự thịnh soạn cho buổi tiệc và các bữa ăn gia đình. Rất thích hợp cho nhà hàng, quán ăn. Sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là hạt Việt Nam chất lượng cao suốt 11 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Và bây giờ là lựa chọn của bạn Nga. Bạn đã lựa chọn chiếc xe này và chúng ta hãy thử xem nào. Ở trong này liệu có phải là kềm nghĩa hay không? Hãy cho chúng tôi biết. Xin chúc mừng bạn. Kềm nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Như vậy là cả 3 thí sinh của chúng ta trong lượt lựa chọn đầu tiên đã có sự lựa chọn chính xác. Bây giờ sẽ là lượt lựa chọn thứ hai của các bạn, xin mời. Thử xem nào. Xem lượt lựa chọn thứ hai có chính xác hay không. Bây giờ thì chúng ta cùng kiểm tra nhé. Lượt lựa chọn thứ hai của các bạn, bạn Mai đã lựa chọn ở đây là sản phẩm của công ty Nam Giang. Và chúng ta hãy thử xem sản phẩm gì đây. Xin chúc mừng bạn. Sữa bột cao cấp XO được nhập khẩu từ Hàn Quốc, dành cho phụ nữ mang thai, cho con bú và trẻ nhỏ. Hoàn toàn không sử dụng hương liệu tạo mùi. Công thức đặc biệt có chứa thành phần dưỡng chất vốn có trong sữa mẹ, giúp trẻ khỏe mạnh và trí thông minh vượt trội. Sản phẩm của công ty Nam Giang. Như vậy là bạn Mai thêm một sự lựa chọn chính xác. Và bây giờ sẽ là phần của bạn Nga. Chúng ta hãy thử xem nào. Bạn có sản phẩm này có đúng hay không? Sản phẩm của công ty bánh kẹo Phạm Nguyên. Chính xác, xin chúc mừng. Bánh sô-cô-la kem marshmallow Funnel Pie sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất calcium, DHA, sản phẩm cao cấp của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Bây giờ là sự lựa chọn thứ hai của bạn Phượng. Bạn đã chọn ở đây có logo của Ameblu.
và chúng ta hãy thử xem nhá. Xin mời. Ameflu Siro xin chúc mừng. Ameflu Siro, thuốc điều trị các triệu chứng cảm cúm dành cho trẻ em như hạ sốt, giảm đau, giảm ho, trị chảy mũi, nghẹt mũi, trị ngứa và chảy nước mắt. Ameflu Siro có 4 loại với các hương vị trái cây thơm ngon và dễ uống. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm OPV. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Như vậy là cả 3 thí sinh của chúng ta đã đều có sự lựa chọn chính xác. Như vậy thì số điểm của họ bây giờ đang là bằng nhau. Vậy thì chương trình bằng cách là rút thăm ngẫu nhiên thôi. Và lúc này ở trên đây có 6 chiếc xe. Trong mỗi chiếc xe có những con số khác nhau. Và bây giờ chúng ta hãy thử xem ở lượt lựa chọn cuối cùng với những logo được đưa vào các xe thì 3 xe này, xe nào có số điểm lớn hơn, bạn đó sẽ là người chiến thắng bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Đây chính là sự may mắn. Và xin mời cho tôi biết chiếc xe có logo của Nam Giang có số bao nhiêu đây nào? Wow! Một con số rất lớn là con số 6. Và con số ở xe có sản phẩm của công ty bánh kẹo Phạm Nguyên, đó là con số 2. Và bây giờ sẽ là chiếc xe thứ 3. Xin mời. Ờ, chiếc xe này có số điểm đằng sau là con số 1. Như vậy thì bạn Mai có số 6 là người may mắn nhất bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Xin chúc mừng. Sau vòng thi này, các thí sinh đã nhận được những số điểm như sau. Bạn Nga đã nhận được số điểm là 500 điểm. Và chị Phượng, tổng số điểm qua những vòng thi của chị là 1.300 điểm. Và bạn Mai là người sẽ có mặt trong vòng đặc biệt của chương trình. Xin chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, tôi đang băn khoăn là không biết có vị khán giả nào bỏ lỡ câu hỏi của chương trình siêu thị may mắn không nhỉ? Nếu như quý vị bỏ lỡ, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa câu hỏi nhé. Câu hỏi số 1 đó là: ở ngoài miền Bắc có rất nhiều loại bưởi nổi tiếng gắn liền với các địa phương. Có một loại bưởi rất thơm ngọt và người ta hay dùng để đặt trên bàn thờ trong những ngày lễ Tết. Theo bạn, đó là loại bưởi của địa phương nào? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 đó là Đoan Hùng, đáp án số 2 là Việt Trì và đáp án số 3 là Thái Nguyên. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi. Và dĩ nhiên còn câu thứ hai đó là có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài hoặc nhắn tin vào số 8313 nhé. Và một điều tôi luôn luôn nhắc với tất cả quý vị rằng càng đưa ra nhiều con số dự đoán, cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Nào, hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Chúng ta hãy cùng nhau dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và hòa vào những giai điệu thật vui tươi để chào đón thí sinh đã có mặt trong vòng đặc biệt của chương trình, đó chính là bạn Mai. Hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thanh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dù. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim đỡ trên nụ cười. Ôi hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thanh thản khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dù. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim đỡ trên nụ cười. Tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10.
ta luôn mong sao ai ấy cũng gặp điều may mắn, nghe mong hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Siêu thị may mắn. Xin cảm ơn những chàng trai của nhóm K6 đã mang lại cho chúng ta những giai điệu thật tươi vui. Và bạn cũng thấy đấy, các chàng trai của K6 đã cho chúng ta biết những ô cửa ở đằng sau lưng đây. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá những ô cửa bí mật này nhé. Bạn đã có 1.000 điểm và bạn hãy dùng số điểm này để đặt vào các ô cửa. Khi mở cửa ra, nếu điểm ở bên trong các ô cửa thấp hơn hoặc bằng điểm bạn đang có thì điểm của bạn sẽ được nhân đôi. Nhưng nếu điểm trong ô cửa cao hơn điểm của bạn đang có, điểm của bạn sẽ được chia đôi. Và khi bạn tăng số điểm của mình lên tới 5.000 điểm rồi thì nếu đặt vào ô cửa đặc biệt, bạn sẽ được nhận giải thưởng rất lớn của chương trình. Nhưng bên cạnh đó cũng có ô cửa 3 số 0. Nếu bạn đặt vào ô cửa này thì cuộc chơi sẽ ngưng lại ngay lập tức và bạn sẽ ra về với một nửa số điểm mà thôi. Và những ô cửa ở sau lưng chúng ta có những số điểm như sau: một ô 300 điểm, một ô 500 điểm, một ô 2.000 điểm, một ô 3.000 điểm, một ô 16.000 điểm là ô đặc biệt đấy, và ô bất ngờ là ô 3 số 0. Bạn đã hiểu luật chơi đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị lựa chọn những ô cửa này nhé. Xin mời bạn đến đây. À, bạn Mai này, lúc nãy bạn nói với tôi là bạn đang rất là hồi hộp, rất là run. Bây giờ thường khi mà bạn hồi hộp và bạn run thì bạn làm cách nào để hết? Rất mong là mọi người cổ vũ cho mình để mình đỡ sợ rợ. Bạn yên tâm, không có gì phải sợ cả. Ở đây chúng ta đến thì rất vui rồi. Và nếu được sự hỗ trợ của mọi người nữa thì cơ hội chiến thắng rất cao đấy. Bây giờ thì bạn hãy lựa chọn ô cửa đầu tiên và bạn muốn đặt số điểm 1.000 của mình vào đi. Bạn có thể tự đưa ra hoặc nhờ khán giả tư vấn. Xin mọi người tư vấn cho mình nên chọn cửa số mấy ạ? Mấy ạ? 4. Cửa số mấy ạ? Rất nhiều người đưa 4, có người thì đưa 2. Cửa số mấy? Bạn có muốn hỏi một khán giả đặc biệt nào đó ở dưới kia không? Dạ, em muốn hỏi mẹ của em. Đâu mẹ của bạn đâu ạ? Mẹ. Rồi, cô tư vấn là nên mở số mấy ạ? Số 4. Số 4 phải không ạ? Số 4, mẹ bạn nói rằng mở cửa số 4. Dạ em chọn cửa số 4. Bạn quyết định chọn cửa số 4. Dạ quyết định. Và chúng ta hãy thử xem nhé. Hãy xem cửa số 4 là sản phẩm gì ở bên trong và sẽ có bao nhiêu điểm ở cửa này. Ghế thư giãn hình hoa, sản phẩm được làm bằng vải cao cấp, màu sắc trẻ trung, kiểu dáng mới lạ độc đáo. Đây sẽ là một điểm nhấn ấn tượng cho ngôi nhà của bạn. Sản phẩm do siêu thị nội thất Phú Sinh phân phối. Và số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu? Chúng ta sẽ cùng theo dõi nào. Bao nhiêu đây? 2.000 điểm. Như vậy là số điểm của bạn bây giờ là có 500 thôi. Nhưng mà vẫn còn 2 ô cửa nữa có điểm bằng hoặc thấp hơn bạn. Bạn hãy lựa chọn đi để tăng số điểm của mình nào. Bạn muốn lựa số mấy? Có thể tự quyết định hoặc là nhờ mọi người tư vấn tiếp. Em xin chọn cửa số 1. Bạn chọn cửa số 1, lần này là bạn tự quyết định. Dạ. Nhưng mà nếu nó là 3 số 0 thì sao? Cuộc chơi ngừng ngay đấy. Hay là hỏi ý kiến mọi người đi. Có cần không? Hay hỏi thử. À hỏi thử. Giờ xin mời bạn hỏi thử xem nào. Chọn cửa số mấy à? Rất nhiều người nói là số 2. Có vài người thì là số 1. Vậy lúc này em xin chọn số 1. À, thấy nhiều người có lựa chọn số 1 và số 1 cũng là số mà bạn đã định chọn nên bạn đã quyết định đúng không? Dạ. Và bây giờ thì chúng ta mở cửa số 1 nhé. Xin mời mở cửa số 1. Phở ăn liền xưa và nay là sự kết hợp giữa hương vị truyền thống và những công nghệ mới nhất của Nhật Bản. Sợi phở mềm, dai, gói xúc thịt kết hợp với các loại rau sấy đặc trưng giúp bổ sung những vitamin thiết yếu, gồm có các hương vị phở bò và phở gà. Và số điểm trong ô cửa này chúng ta cùng hồi hộp xem nào. Số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu đây? Số điểm là 3.000 điểm. Ồ, rất là đáng tiếc. Số điểm của bạn lại tiếp tục bị chia đôi, tức là còn 250 điểm thôi. Và 250 điểm thì rõ ràng là thấp hơn tất cả các ô cửa còn lại. Bởi vì ô cửa nhỏ nhất cũng là 300 điểm rồi. Vì vậy là bạn sẽ không thể tiếp tục được cuộc chơi đúng không? Bây giờ thì cuộc chơi đã phải ngừng lại rồi và bạn sẽ ra về với số điểm là 250 điểm. Bây giờ chúng ta hãy thử khám phá những ô cửa còn lại nhé. Xem những ô cửa nào mà bạn đã không lựa chọn. À, theo bạn thì ô cửa số 2 là bao nhiêu điểm nhỉ?
Em nghĩ ô số 2 là 500 điểm. Bạn nghĩ ô số 2 là 500 điểm. Lúc này mới nghĩ hay là nghĩ từ đâu? Mới nghĩ thôi à? Bây giờ thử xem ô cửa số 2 là bao nhiêu điểm. Xin mời cửa số 2 mở. Nước hoa xe hơi Sun Rose lần đầu được sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm tỏa hương thơm nhẹ nhàng, khử mùi khói xe, thuốc lá và những mùi khó chịu khác, giúp tạo cảm giác sảng khoái trong xe hơi hoặc bất kỳ nơi nào trong nhà bạn. Sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, rạng đông SPK, hương sắc cho cuộc sống. Và chúng ta hãy theo dõi số điểm trong ô cửa này. Ô cửa này có số điểm là 500 điểm. Wow, nếu như mà bạn đoán sớm hơn thì rất là tốt rồi đúng không? Rất là tiếc. Bây giờ thì theo bạn nhé. Bây giờ bạn đã đoán đúng được ô cửa số 2 rồi. Theo bạn, ô cửa số 3 sẽ là bao nhiêu điểm? Em nghĩ ô số 3 là 3 số 0. Bạn đoán ô số 3 là 3 số 0. Vậy thì hãy thử mở cho tôi cửa số 3. Bánh cracker Oscar được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, có bổ sung các dưỡng chất như calcium, DHA, có 4 hương vị. Sản phẩm cao cấp của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Và chúng ta cùng theo dõi số điểm trong ô cửa này. Số điểm trong ô cửa này là 300 điểm. Bây giờ chúng ta còn ô cửa số 5 và ô cửa số 6 chưa khám phá đúng không? Vậy thì chúng ta cùng khám phá nốt nhé. Xem đằng sau ô cửa số 5 là sản phẩm gì đây? Nệm cao su thông hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên, theo công nghệ hiện đại của Đức. Độ nén nệm đàn hồi cao, thông thoáng mát mẻ khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 7 năm. Và số điểm của ô cửa này là 3 số 0. Đây là ô cửa bất ngờ. Và chúng ta còn ô cửa cuối cùng là ô cửa số 6. Xin mời hãy mở cho tôi ô cửa số 6. Tủ đông Alaska kiểu dáng hiện đại, lốp máy chất lượng cao, tiết kiệm điện năng. Hàng nhập khẩu nguyên kiện do siêu thị điện máy Hòa Bình phân phối. Và số điểm trong ô cửa này là ô cửa 16.000 điểm. Đây là ô cửa đặc biệt. Sau cuộc thi của ngày hôm nay thì bạn Mai của chúng ta đã nhận được giải thưởng tương ứng với số điểm bạn có là 250 điểm. Xin chúc mừng bạn Mai. Nhưng bạn Mai cũng như rất nhiều những quý vị khán giả đã có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sự may mắn khi cùng đến với chương trình. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị đã cùng cổ vũ, cùng theo dõi chương trình. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn tới công ty Nệm Vạn Thành đã tài trợ cho chương trình này. Và cũng một lời cảm ơn xin gửi tới thời trang Jojo đã hỗ trợ chúng tôi, cũng như công ty phân phối máy tính điện tử Lý Phú Vinh đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Và chúng tôi mong rằng sẽ nhận được thật nhiều sự tham gia của tất cả các nhãn hàng Việt Nam tham gia chương trình, góp phần tôn vinh hàng Việt. Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 823-5962, công ty Cát Tiên Sa, 5B Nguyễn Đình Chiểu. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong buổi tối chủ nhật tuần sau. Và các bạn đã đến với chương trình truyền hình thực tế Chinh phục đỉnh Everest, tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt một tuần qua thì chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn hình ảnh của đoàn leo núi Việt Nam trên con đường chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro, nóc nhà của châu Phi với độ cao 5.895m. Đây là cuộc tập huấn do các chuyên gia leo núi người Sapa cùng bác sĩ chuyên môn nghiên cứu dành riêng cho các vận động viên leo núi Việt Nam. Ở mỗi cuộc tập huấn đều có những khó khăn khác nhau và các vận động viên của chúng ta phải tập làm quen với những ngọn núi có độ cao cao dần cùng với những ngọn núi có khí hậu khắc nghiệt để có thể thực hiện được ước mơ chinh phục đỉnh núi Everest, nóc nhà của thế giới. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với những hình ảnh của các vận động viên leo núi Việt Nam trên con đường chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro.
Kilimanjaro, nóc nhà của châu Phi, cao 5.895m, là cuộc tập huấn thứ 3 của cuộc hành trình đến với nóc nhà thế giới Everest huyền thoại. Tại đây, lần đầu tiên các vận động viên leo núi Việt Nam phải chống chọi với cái lạnh rét buốt dưới 0 độ C với cuộc hành trình dài 7 ngày 6 đêm để chinh phục Kilimanjaro. Đây là một thử thách thật sự cam go dành cho các vận động viên leo núi Việt Nam. Xuất sắc vượt qua cuộc huấn luyện thứ 2 tại đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á, từ 8 vận động viên, ban tổ chức và các chuyên gia leo núi quốc tế người Sherpa đã chọn ra được 6 vận động viên có thành tích tốt nhất để lên đường chinh phục đỉnh núi cao nhất châu Phi, đỉnh Kilimanjaro, nóc nhà của châu Phi, cao 5.895m, ngày 16 tháng 11, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 6 vận động viên lên đường qua Thái Lan. Trên trời cao lấp lánh ánh sao, sao sáng, soi lòng ta ngập tràn mây. Sau khi rời khỏi hàng đợi dài chen chúc tại sân bay Sawanapum của Thái Lan, cả đoàn phải di chuyển gấp đến Thai Red Cross Society, Bệnh viện Queen Sawapa Memorial Institute, nơi có cơ sở tổ chức y tế thế giới WHO chích ngừa sốt vàng da, vì nếu không được chích không thể nhập cảnh trở lại Việt Nam. Đó là quy định của hầu hết các nước trên thế giới. Tiếp tục cuộc hành trình đến Tanzania, xứ sở lục địa đen. Sau khi quá cảnh tại hai nước Kenya và Ethiopia, đoàn leo núi Việt Nam đã có mặt tại sân bay Kilimanjaro của đất nước Tanzania. Nỗi mệt nhọc sau gần 20 giờ bay tan biến, thay vào đó là nỗi háo hức trước một vùng đất lạ. Điều đầu tiên mà các vận động viên leo núi Việt Nam cảm nhận là sự quen thuộc đối với quê nhà. Đó chính là khí hậu hanh khô oi ả và những cây phượng vị đỏ rực cả sân bay. Sau một đêm nghỉ ngơi, đoàn leo núi Việt Nam đã có chuyến viếng thăm khu bảo tồn quốc gia Ngorongoro, một thung lũng được bao quanh bởi núi non trùng điệp. Tại đây, thiên nhiên và con người thật sự được hòa làm một. Và cũng tại đây, đoàn leo núi Việt Nam đã được học hỏi ý thức bảo tồn và gìn giữ thiên nhiên từ những người dân địa phương với thông điệp hãy yêu thiên nhiên sẽ yêu bạn. Người hướng dẫn luôn miệng nhắc nhở đoàn không nên làm ồn, sẽ ảnh hưởng đến các loài động vật hoang dã gần đó. But you can't stop and get out in the beach. Rồi, bây giờ mọi người nha, mọi người là thứ nhất là không được ra ngoài xe. Khi xe dừng lại không được qua ngoài xe. Thứ hai là không có là la lớn tiếng động, bởi vì mình cũng phải là làm bạn đối với lại là những cái động vật. Nhưng cũng không kiềm chế được cảm xúc của các thành viên trong đoàn trước mẹ thiên nhiên hùng vĩ, con người sao nhỏ bé quá. Nối tiếp cuộc hành trình, ngôi làng của những chiến binh Maasai dần hiện như những cây nấm lùn. Ngạc nhiên trước những điệu nhảy truyền thống của dân làng chào đón du khách, đoàn leo núi Việt Nam háo hức khám phá ngôi làng của những người Maasai, vừa thân quen vừa lạ lẫm. Ở đây có nét gì đó thân thuộc với những ngôi nhà của đồng bào dân tộc ở Việt Nam, vừa có nét lạ lẫm, hoang dã, mang đậm sắc màu châu Phi. Càng ngạc nhiên hơn khi được biết ngôi nhà được bao bọc bởi phân bò và có thể sử dụng được 10 năm. Trong nhà chỉ có thể chứa được 4 người, 2 chỗ nằm và một bếp lò. Ngoài ra hoàn toàn không có các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Lớp học của làng chỉ là một gian nhà nhỏ, bọn trẻ được dạy tiếng Anh nhằm giao tiếp tốt hơn với các du khách nước ngoài. Trên đường trở về, đoàn có dịp tham quan trang trại VIP, thăm cánh đồng cà phê Bạc Ngàn, thưởng thức hương vị cà phê Robusta nổi tiếng châu Phi. Đây cũng là buổi tập huấn đi bộ cho toàn đoàn khắp nông trại cà phê nhằm giúp các vận động viên thích nghi dần với độ cao. Hành trình tiếp theo là đến thăm ngôi làng Iraq. Họ đến Tanzania từ hơn 2.000 năm trước, sinh sống tại khu vực giáp ranh giữa thành phố Arusha và miệng núi lửa Ngorongoro. Những ngôi nhà ở đây cũng được làm bằng đất như nhà của người. Khán giả thân mến, như vậy là sau 48 tiếng đồng hồ khám phá thiên nhiên kỳ thú của Ngorongoro Safari, hôm nay đoàn leo núi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình trở về thành phố Arusha và bắt đầu cho chương trình 7 ngày 6 đêm để chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro. Thưa quý vị, những ngày qua ở nơi đây chúng tôi khám phá những điều thiên nhiên kỳ thú và con người thân thiện, nhưng chắc chắn rằng hành trình phía trước của chúng tôi chứa nhiều đựng nhiều bất ngờ và thú vị. Xin mời quý vị hãy cùng theo bước chúng tôi. Sau một đêm nghỉ ngơi tại khách sạn Impala,
đoàn lên đường về thị trấn Mushi, tiếp tục cuộc hành trình chinh phục đỉnh Kilimanjaro. Trải qua cuộc hành trình dài gần 80 km, đoàn leo núi Việt Nam đã có mặt tại khách sạn Splendland. Nơi đây sẽ là nơi nghỉ chân một đêm trước khi bước vào cuộc chinh phục nóc nhà châu Phi, Kilimanjaro hùng vĩ. Nhờ sự cố vấn của hai hướng dẫn viên địa phương, trong 7 con đường dẫn đến đỉnh, đoàn leo núi Việt Nam đã quyết định chọn Lemoso, con đường dài nhất chinh phục Kilimanjaro. Đây là con đường thích hợp nhất mà các chuyên gia leo núi Sherpa nhận định, nhằm huấn luyện độ bền bỉ của các vận động viên leo núi Việt Nam. Tất cả đã sẵn sàng cho giờ C. Các bạn vừa xem lại những hình ảnh mà chúng tôi đã chuyển đến các bạn trong tuần qua. Một vùng đất hoàn toàn mới lạ đối với các vận động viên đang dần dần được khám phá. Và ngay tại đây thì họ đã được bổ sung nhiều hơn kiến thức về châu Phi, hòa mình với thiên nhiên đầy màu sắc theo ý nghĩa và tiêu chí của chương trình Tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Sau khi khám phá các cảnh quan đặc trưng của châu Phi thì các vận động viên của chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục đỉnh núi cao nhất châu Phi, đỉnh núi Kilimanjaro. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi những hình ảnh tiếp theo ngay sau đây. Mấy hôm nay tôi vẫn nằm, tôi nghĩ là dù các bạn có hoàn cảnh nào, dù các bạn nào, chúng ta muốn đạt được cái vinh quang, đây là vinh quang thật sự, các bạn mới có hy sinh và chúng ta tiếp nhận. Chúng ta cần sự động viên về tinh thần. Những người ở nhà, những người có thể không nói gì, có thể không nói gì, nhưng mà chính những người ở nhà có thể nói là đại diện cho những người Việt ủng hộ chúng ta. Theo sự cố vấn của các chuyên gia leo núi người Sherpa, tại cuộc chinh phục Kilimanjaro, đỉnh núi cao nhất châu Phi, mỗi vận động viên phải mang trên mình 15 kg hành trang, bao gồm các vật dụng cần thiết. Đây là cuộc huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc và gian khổ, nhằm trui rèn sự bền bỉ, dẻo dai và ý chí của các vận động viên leo núi Việt Nam. Với tất cả hành trang cần thiết của đoàn leo núi Việt Nam, 46 bọc tơ người địa phương sẽ đi theo giúp đỡ phân vác các hành lý còn lại bên cạnh việc dẫn đường. Họ mang theo cả nhà vệ sinh tự tiêu di động, cho thấy ý thức bảo vệ môi trường cao độ của người dân địa phương nơi đây. Tất cả đã sẵn sàng cho cuộc tổng tấn công, sẵn sàng chinh phục đỉnh núi cao nhất châu Phi, Kilimanjaro, cao 5.895 m. Thưa quý vị và các bạn, 6 vận động viên leo núi của chúng ta là những nhân tố chính trong cuộc hành trình chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro, nóc nhà của châu Phi. Từ 3.000 vận động viên đăng ký tham gia chương trình trên phạm vi toàn quốc, chỉ còn lại 11 vận động viên tiếp tục bước vào cuộc hành trình chinh phục đỉnh núi, nóc nhà của Đông Dương, đỉnh núi Phan Xipang với độ cao 3.143 m. Tiếp theo chỉ còn lại 8 vận động viên bước vào cuộc chinh phục thứ hai, chinh phục đỉnh núi Kinabalu, Malaysia với độ cao 4.095 m. Kết thúc chuyến tập huấn thứ hai thành công thì chỉ còn lại 6 vận động viên được đi tiếp cuộc hành trình chinh phục nóc nhà của châu Phi, đỉnh núi Kilimanjaro với độ cao 5.895 m. Như vậy, 6 vận động viên thực hiện cuộc tập huấn thứ 3 này đã trải qua một thời gian dài bên cạnh nhau. Họ đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn thử thách của cuộc hành trình. Và chính lúc này đây đã tạo cơ hội cho họ càng gần gũi nhau hơn và từ lúc nào họ đã trở thành một đại gia đình. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy xem lại 6 vận động viên, những đại diện của Việt Nam sẽ lên đường chinh phục đỉnh Kilimanjaro, nóc nhà của châu Phi. Nguyễn Mậu Linh, chàng trai tốt bụng, chân chất, luôn giúp đỡ người khác. Ấn tượng nhất trong đoàn leo núi Việt Nam xuyên suốt cuộc hành trình đến với Everest. Vượt qua 3.000 vận động viên thi tuyển trên khắp mọi miền đất nước. Với ý chí vững vàng, tinh thần cao độ, anh đã cùng với chương trình ghi tên Phan Xipang, đỉnh cao của Đông Dương và nhật ký chinh phục của mình. Không dừng tại đó, anh có mặt trong danh sách 8 vận động viên tiếp tục chinh phục Kinabalu, nóc nhà Đông Nam Á, thể hiện sức mạnh ý chí của mình. Và lần này, cùng với 5 vận động viên còn lại, anh tiếp tục con đường thực hiện ước mơ chung, chinh phục mái nhà châu Phi, Kilimanjaro.
Liệu chàng trai tốt bụng chân chất nhưng chàng đầy nhiệt huyết này có ghi tên Kilimanjaro vào nhật ký của mình hay không? Liệu anh có tiếp tục cùng chương trình hay không? Mời các bạn cùng cổ vũ cho Nguyễn Mậu Linh, Phạm Duy Long, thành viên lớn tuổi nhất trong đoàn leo núi Việt Nam. Ngay từ lúc đầu tham gia chương trình, anh đã thuyết phục được các chuyên gia leo núi Sherpa và các bác sĩ chuyên môn bằng chính kinh nghiệm vững chãi, ý chí bền bỉ của mình. Từng là huấn luyện viên dù lượn, ở anh là một niềm đam mê cháy bỏng đối với các môn thể thao mạo hiểm. Nhờ đó mà anh có được những kinh nghiệm quý báu. Từng là đội trưởng đáng tin cậy của cuộc hành trình chinh phục Phan Xipang, anh đã dẫn đầu nhóm của mình chinh phục Phan Xipang thành công, lọt vào danh sách các vận động viên được đi tiếp cuộc hành trình chinh phục Kinabalu, ngọn núi cao nhất Đông Nam Á. Kinabalu đã nằm dưới bước chân mạnh mẽ và đầy ý chí của Phạm Duy Long. Anh xứng đáng được đi tiếp cùng các thành viên khác tiếp tục chinh phục Kilimanjaro, nóc nhà của châu Phi. Hãy cùng chúc Long chinh phục Kilimanjaro thành công. Lê Bá Công, chàng trai đầy cá tính đã vượt qua một chặng đường dài để đến tham gia cùng chương trình, thể hiện niềm đam mê và khao khát chinh phục giới hạn bản thân. Từng là cầu thủ bóng đá, dù đã có gia đình nhưng Công luôn thể hiện mình có đầy đủ thể lực và ý chí đủ để chinh phục mọi độ cao. Cùng chia sẻ những giây phút thăng hoa khi được đứng trên đỉnh cao nhất Đông Dương, Phan Xipang, Công tiếp tục thể hiện sự quyết tâm của mình ngày càng cao độ. Tại cuộc huấn luyện thứ hai Kinabalu, Công thể hiện là một chàng trai có trái tim nhiệt huyết và một ý chí sắt đá. Đỉnh Kinabalu đã khuất phục trước sức mạnh tinh thần của Công. Mọi người đã mong chờ ngày Công cùng đồng đội cắm cờ tổ quốc lên đỉnh cao nhất của châu Phi, đỉnh Kilimanjaro. Phan Thanh Nhiên, chàng trai trẻ tuổi nhưng tinh thần không hề thua kém bất kỳ thành viên nào trong đoàn leo núi Việt Nam. Chinh phục được ban tổ chức và các chuyên gia bằng niềm đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, chàng trai vui tính Phan Thanh Nhiên đã cùng với đồng đội chinh phục Phan Xipang thành công, tiếp tục cuộc hành trình đến với Kinabalu. Không cuộc hành trình nào thiếu sự dí dỏm hài hước của Nhiên. Chính điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho các đồng đội khác. Anh hoàn toàn xứng đáng với niềm tin yêu và hy vọng mà mọi người đã dành cho mình. Hãy cùng đồng đội chinh phục Kilimanjaro thành công. Vũ Thanh Minh, chàng trai cao lớn tràn trề sinh lực của tuổi thanh niên, luôn cười nói nhưng trong anh là một quyết tâm cao độ. Anh đã từng không hoàn thành bài thi vận động từ những ngày đầu tiên chương trình, nhưng bằng sự quyết tâm, anh đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình vào buổi chiều, lọt vào danh sách 11 vận động viên chinh phục đỉnh Phan Xipang. Là thủ lĩnh của một nhóm, Minh là một sự nối kết không thể thiếu của các thành viên khác. Bằng trí thông minh, nhanh nhẹn của một thanh niên năng nổ, cộng thêm kinh nghiệm của một hướng dẫn viên du lịch, Minh sẵn sàng giúp đỡ, động viên các thành viên khác, chiếm trọn cảm tình của đồng đội. Phan Xipang khuất phục trước chàng trai trẻ như một điều tất yếu, cùng các thành viên được lò vào hành trình tiếp theo, chinh phục Kinabalu, đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á. Minh ngày càng thể hiện sức trẻ và sự năng động của mình. Kinabalu là cái tên tiếp theo được ghi vào nhật ký của Minh, và giờ đây là cuộc tổng huấn thứ 3, cuộc hành trình gian nan hơn nhiều. Liệu Minh có làm được những gì mà mình đã từng thể hiện? Bùi Văn Ngợi, thành viên ít nói nhất trong nhóm, cũng đã cùng chương trình chinh phục Everest vượt qua chặng đường đầy cam go, trắc trở. Bằng sự quan sát tinh tế, chàng trai này ngày càng khắc phục được điểm yếu của mình, chu rèn thể lực và ý chí không ngừng để cùng đi tiếp cùng đồng đội. Phan Xipang, cuộc tổng huấn đầu tiên, người đã cùng đồng đội vượt qua không chút khó khăn, ghi dấu ấn của mình lên đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Âm thầm nhưng mạnh mẽ, người tiếp tục chinh phục Kinabalu, đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á thành công, khẳng định vị trí của mình trong danh sách các vận động viên thực hiện chuyến tập huấn thứ 3 tại châu Phi, chinh phục Kilimanjaro. Người là một vận động viên rất sâu sắc, anh luôn chia sẻ với bạn bè lúc cần thiết. Tình cảm của đồng đội dành cho anh quả thật không nhỏ. Từ quê nhà, người nhận được rất nhiều sự động viên từ cha mẹ, anh em, bạn bè. Hãy cố gắng lên, chinh phục Kilimanjaro thành công người nhé. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi nhận được quyết định sẽ được đi tiếp vào cuộc hành trình chinh phục đỉnh Kilimanjaro, cuộc tập huấn thứ 3 tại châu Phi, 6 vận động viên của chúng ta đã nỗ lực cố gắng hết sức mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc đã giao. Và các vận động viên leo núi Việt Nam đã xóa tan những hoài nghi bấy lâu về thể hình thấp bé, thể lực giới hạn.